Nếu đưa ra một phép so sánh, sẽ thấy các nhà dân chủ ở Việt Nam tức số hoạt động mang hơi hướng chống chính quyền còn sướng chán so với nhiều quốc gia, ví dụ như tại Campuchia. Báo chí cho biết hơn một nửa số dân biểu của Đảng Cứu Quốc Đối Lập CNPR tại Campuchia đã phải ra nước ngoài để tránh sự đàn áp của chính phủ Campuchia nhằm vào họ. Chiến dịch đàn áp của Thủ tướng Hun Sen đã gia tăng vào tháng trước khi lãnh đạo đảng đối lập Kem Sokha bị bắt vào tù với cáo buộc phản quốc theo dân biểu Mao Mon Jang Van của Đảng Cứu Quốc. Sau vụ việc bắt giữ ông Kem Sokha, đã có hơn 20 chính trị gia đối lập khác đã phải bỏ nước ra đi. Hiện Đảng Cứu Quốc có 55 ghế tại Quốc hội Campuchia. Ông Mon Jang Van nói với hãng tin AFP rằng hiện vẫn còn khoảng hơn 100 dân biểu khác còn ở trong nước. Ông cho biết phần lớn những người bỏ đi đến Mỹ hoặc các nước châu Âu nơi họ và có gia đình và có quốc tịch. Ấy vậy mà ở Việt Nam thì sao? Không có một cuộc chiến dịch nào đàn áp mang tính rầm rộ nhằm vào giới bất đồng chính kiến. Còn đầy rẫy các nhà dân chủ vẫn nhẫn nhơ, hàng ngày hàng giờ vẫn tiến hành các hoạt động chính trị phức tạp nhằm hướng tới thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam như Nguyễn Quang A, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Đình Hà, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định. Có đầy rẫy những kẻ vẫn suốt ngày uốn lưỡi cứu diều tuyên truyền sai sự thật về đất nước, chống phá chính quyền, thậm chí bắt tay với các tổ chức phản động khủng bố ở nước ngoài như Việt Tân. Chỉ một số rất ít trong số chống đối chính quyền ở trên bị bắt trong thời gian qua, nhưng đó hoàn toàn là số vi phạm pháp luật có hệ thống với tính chất nguy hiểm, hoạt động thách thức chính quyền, coi thường pháp luật. Nếu so với Campuchia, rõ ràng các nhà dân chủ đối lập tại Việt Nam còn sướng chán. Tất nhiên nói như thế không phải là chê chính phủ Campuchia vi phạm nhân quyền, mà thực ra họ làm thế có lý do chính đáng để bảo vệ lợi ích quốc gia của họ. Ai cũng biết Đảng Cứu Quốc Đối Lập Campuchia thời gian qua đã bắt tay với các thế lực nước ngoài tìm cách tiến hành lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Thậm chí họ còn âm mưu tiến hành một cuộc cách mạng sắc màu tại Campuchia giống như kịch bản tại các nước Đông Âu, Trung Á trước đây để lật đổ ông Hun Sen. Thế nên việc bảo vệ và đảm bảo an toàn sự ổn định chính trị, giữ vững thế cầm quyền tất yếu của chính phủ ông Hun Sen phải được bảo vệ. Số đảng viên Cứu Quốc, đảng đối lập, nhiều người đã bị liệt vào tội phản quốc. Nói thế để thấy ở Việt Nam vẫn xứng đáng. Tuy nhiên nếu các nhà dân chủ không nhận thức được điều này, vẫn ngang nhiên hoạt động thách thức chính quyền thì thiết nghĩ chính quyền cũng phải ra tay mạnh thôi, vì lợi ích quốc gia mà. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, tối ngày 5 tháng 10 năm 2017, tại nhà